Tô ra tay, cánh miền Nam sạch bóng tứ trụ. Hai cậu ấm nhà Ba Dũng sẽ ra sao đây? Ông Nguyễn Tấn Dũng đang dùng quan hệ để xây dựng sự nghiệp chính trị cho hai cậu con trai của ông. Số phận của Nguyễn Thanh Nghị phụ thuộc vào sức mạnh chính trị của Phạm Minh Chính. Vậy thì ai là người đỡ đầu cho người con út của ông Ba Dũng? Thông thường dư luận chỉ chú ý đến Nguyễn Thanh Nghị mà ít ai để ý đến Nguyễn Minh Chiết. Bởi cho đến nay Nguyễn Minh Chiết chưa vào được Trung ương Đảng, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Minh Chiết còn xa mới đạt được như Nguyễn Thanh Nghị. Võ Văn Thưởng ngã ngựa, ai sẽ dìu tiếp đàn em của Nguyễn Minh Chiết? Ngày 12 tháng 12 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng, khi đó là Thường trực Ban Bí thư, đã dẫn đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trong đoàn này có một nhân vật đi theo tháp tùng Võ Văn Thưởng, đó là Nguyễn Minh Chiết, con út của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thật ra Nguyễn Minh Chiết chẳng có vai trò gì trong đoàn này, chẳng qua Võ Văn Thưởng dẫn theo để Chiết tập sự trong môi trường làm việc với lãnh đạo cấp cao. Ông Võ Văn Thưởng là người đi lên từ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Thưởng cũng từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước khi được điều ra Hà Nội làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Việc ông Thưởng dẫn theo Nguyễn Minh Chiết được cho là có bàn tay đạo diễn của ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ Nguyễn Minh Chiết không đủ vai vế để tham gia ở tầm cỡ như vậy. Nếu Tô Lâm thực sự hạ được Võ Văn Thưởng ngay giữa nhiệm kỳ này thì cánh miền Nam xem như chẳng còn ai trong tứ trụ. Và từ lúc này Thưởng sẽ không còn có khả năng để dìu dắt đàn em Nguyễn Minh Chiết tiếp. Chuyện Tô Lâm khuynh đảo chính trường, trước mắt ông Võ Văn Thưởng trở thành nạn nhân. Nếu Bộ trưởng Công an và tứ trụ bị dẫn dắt theo kịch bản của Tô Lâm thì câu chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng hơn. Nếu thực sự ông Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch nước và vị trí Bộ trưởng Bộ Công an rơi vào tay Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc, thì khi đó Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp sóng gió. Một khi Tô Lâm thành công với kế hoạch cướp ghế Tổng Bí Thư, thì người tiếp theo mà Tô Lâm muốn hạ đó là Phạm Minh Chính, người từng là đối thủ của Tô Lâm trong Bộ Công an. Tô Lâm kẻ đang làm đảo lộn mọi kịch bản của người khác. Theo đánh giá của một nguồn tin từ nội bộ, ông Chính và ông Tô Lâm thực sự là những kẻ thù không đợi trời chung. Nếu chức Tổng Bí Thư rơi vào tay Phạm Minh Chính thì Chính không tha cho Tô Lâm, và ngược lại cũng như thế. Cho nên có thể thấy dù muốn hay không, Phạm Minh Chính cũng phải dồn hết sức lực vào vị trí đối phó với Tô Lâm. Lúc đó ông Chính khó mà rảnh tay để nâng đỡ Nguyễn Thanh Nghị cho được. Lẽ ra Nguyễn Thanh Nghị có thể làm Phó Thủ tướng, chám vào ghế trống của Lê Văn Thành để lại. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa ai ngồi được vào chiếc ghế trống này. Điều đó cho thấy quyền lực của Phạm Minh Chính không giới hạn, cũng có giới hạn chứ không thể sắp xếp mọi thứ theo như ý được. Bởi khi các bên đều giành giật, ngã giá mãi không xong thì ghế vẫn cứ trống. Vậy thì khi Tô Lâm có quyền lực lớn đủ để lấn lướt Phạm Minh Chính thì lúc đó lại càng khó khăn thêm cho Nguyễn Thanh Nghị. Phe nào cũng muốn cài người của mình vào những vị trí quyền lực. Vấn đề là phe nào tạo được ưu thế thì sẽ thắng. Cú quật cờ của Tô Lâm sẽ làm chính trường Việt Nam đảo lộn. Tô Lâm đang muốn áp đặt luật chơi riêng thay cho luật chơi bấy lâu nay dưới thời Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Còn đang ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an mà Tô Lâm đã phá vỡ quy tắc, nếu ông giành được ghế Tổng Bí Thư thì mọi luật chơi cũ sẽ bị đảo lộn và luật chơi mới do Tô Lâm thiết lập. Khi đó hai con trai của Ba Dũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều, bởi kịch bản của Ba Dũng có nguy cơ bị phá sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô ra tay, cánh miền Nam sạch bóng tứ trụ, hai cậu ấm nhà Ba Dũng sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Phe lò đang có nội loạn, tổng có nguy cơ bị đảo chính. Một gia đình loạn là anh em đánh nhau, thậm chí là chém giết lẫn nhau. Một quốc gia nội loạn là khi các thế lực chính trị không ai chịu ai,
phe nào cũng muốn đập chiến nhà nước và quyết trừ khử các thế lực còn lại. Hiện nay không chỉ trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nguy cơ nội loạn, mà ngay cả trong nội bộ phe lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đang xảy ra nội loạn. Kẻ gây ra nội loạn chính là Tô Lâm, người được chính ông Tổng Bí thư trọng dụng suốt nhiều năm qua. Lâu nay Tô Lâm vẫn chăm chỉ nhặt củi cho ông Tổng đốt lò. Nay đã đến lúc Tô Lâm bộc lộ bản chất dã tâm, muốn tự tay đốt lò thay ông Tổng. Lâu nay Võ Văn Thưởng và Tô Lâm được xem là tướng văn và tướng võ bên cạnh ông Tổng. Cả hai đều dốc sức tận tụy phục vụ ông. Thế nhưng giờ đây tướng võ lại ra tay với tướng văn, thì xem ra phe ông Tổng đang có nội loạn thật. Tuy hạ Võ Văn Thưởng, nhưng thực sự Tô Lâm đang nhắm đến Nguyễn Phú Trọng. Võ Văn Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước cách đây hơn một năm, không phải vì ông Thưởng tranh giành với Tô Lâm, mà vì ông yếu thế nên bị Tô Lâm đẩy đến chiếc ghế xui xẻo này. Bởi chiếc ghế này hữu danh vô thực, không có được thực quyền và sức mạnh để bảo vệ chủ của nó. Ông Tô Lâm rõ hiểu mối nguy này nên mới đùn đẩy cho ông Võ Văn Thưởng. Vậy mà giờ đây Tô Lâm lại muốn loại bỏ Võ Văn Thưởng để chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch nước. Một số người am hiểu cho biết ghế chủ tịch nước chẳng qua chỉ là một bước đệm để Tô Lâm hưởng quy chế đặc biệt dành cho thành viên tứ trụ đã quá tuổi. Để từ đó ông có cơ hội tranh ghế Tổng Bí thư với các trụ còn lại. Sau khi Võ Văn Thưởng ngã ngựa, nếu không có gì thay đổi thì khả năng cao Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế chủ tịch nước. Lần này ông nhảy ra giành ghế vì ở Bộ Công an ông đã sẵn sàng cho Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc chám vào ghế Bộ trưởng mà ông đã để lại. Chỉ khi thế lực Hưng Yên nắm chắc chiếc ghế Bộ trưởng, Tô Lâm mới an tâm ngồi vào ghế chủ tịch nước. Việc Tô Lâm ra tay quyết liệt với Võ Văn Thưởng cho thấy ông ta đang rất quyết tâm. Chiếc ghế chủ tịch nước bị ông ta từ chối cách đây hơn một năm, nhưng giờ đây ông cần nó để tranh hùng tranh bá cùng với Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Vì vậy ông không ngần ngại mà thẳng tay hạ huynh đệ cùng phe lò Võ Văn Thưởng. Lâu nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn thể hiện ý định nuôi Vương Đình Huệ để làm người kế thừa. Nếu để ông Nguyễn Phú Trọng ngồi vào ghế Tổng Bí thư hết nhiệm kỳ, có khả năng ông Trọng sẽ giới thiệu Vương Đình Huệ để thay thế, chứ không đến lượt Tô Lâm. Vì vậy, nếu Tô Lâm không nhanh tay đoạt ngôi trước Đại hội 14, thì nguy cơ và cơ hội lên Tổng Bí thư của ông Tô Lâm sẽ khép lại. Cho nên, có khả năng rất cao Tô Lâm sẽ làm một cuộc đảo chính ngầm để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trước Đại hội 14 diễn ra. Tô Lâm đang muốn về đích sớm trước Phạm Minh Chính và cả Vương Đình Huệ. Từ trước đến nay, Tô Lâm vẫn luôn đóng một vai trò thuộc hạ dễ bảo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng nay ông ta đã trở nên cứng rắn, không còn ngoan như trước nữa. Tô Lâm đánh luôn tướng Văn bên cạnh ông Trọng và tìm mọi cách ép ông Trọng phải loại bỏ Võ Văn Thưởng. Ngày hôm nay Tô Lâm ép được ông Trọng loại Thưởng thì không có gì đảm bảo rằng ngày mai Tô Lâm không ép chính ông Tổng phải rời ghế. Từ đầu năm 2024 cho đến nay, Tô Lâm đã không còn đợi ông Trần Cẩm Tú ra tay trước theo quy trình đốt lò trước đây. Này muốn hạ bệ phe phái nào, chính ông ta cho bắt sống, tức là bắt không cần thông qua kỷ luật đảng ngay lập tức. Dụng ý của Tô Lâm là đánh úp để phe cánh của những người bị bắt trở tay không kịp. Rõ ràng Tô Lâm đang tự thiết lập luật chơi riêng và muốn xóa bỏ luật chơi do ông Tổng đặt ra. Đây là dấu hiệu cho thấy Tô Lâm đã sẵn sàng để xoán ngôi ông Tổng Bí thư bất cứ lúc nào. Thông tin nội bộ cho biết Tô Lâm đã chuẩn bị rất kỹ Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Một người sẽ thay thế Tô Lâm ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng, người còn lại sẽ là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nếu Tô Lâm lên Tổng Bí thư. Để 200 ủy viên Trung ương Đảng chọn Tổng Bí thư thì không đời nào họ chọn một tay bạo chúa như Tô Lâm, bởi một khi Tô Lâm lên được ghế Tổng Bí thư thì e rằng các ủy viên Trung ương Đảng cũng không được yên. Cho nên khả năng cao là sau khi loại Võ Văn Thưởng, Tô Lâm sẽ đảo chính Nguyễn Phú Trọng để về đích trước Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Ông Trọng cũng đang có nguy cơ bị chính thuộc hạ của mình làm thịt.
Có thông tin cho rằng hiện sức khỏe của ông Tổng Trọng không tốt. Nếu ông gãy cánh giữa đường thì người bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Phe Lò đang có nội loạn, Tổng có nguy cơ bị đảo chính. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.